Mới đây tại Hà Nội, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Bộ Công Thương phối hợp tổ chức hội nghị cấp cao nhân dịp lễ ra mắt nhóm đối tác năng lượng Việt Nam VEPG. Đây là cơ hội để các đối tác phát triển và Bộ Công Thương trao đổi quan điểm về phát triển ngành năng lượng ở Việt Nam. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, trong bối cảnh chi phí công nghệ năng lượng tái tạo đang giảm, việc chuyển đổi năng lượng sang một nền kinh tế xanh hơn sẽ đóng góp vào chống biến đổi khí hậu bằng việc giảm nồng độ khí phát thải nhà kính tới mức an toàn. Việc sử dụng năng lượng hiệu quả, đặc biệt là sử dụng năng lượng tái tạo sẽ nâng cao chất lượng không khí cho người dân, giảm rủi ro địa chính trị bằng việc hạn chế sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng cũng như tạo ra phát triển xanh. Tại hội nghị, Đại sứ Bruno Angeles, trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam cũng khẳng định, phát triển năng lượng bền vững là mục tiêu chủ yếu của nền kinh tế Việt Nam. Chúng tôi cam kết cố gắng giúp Việt Nam giải quyết thách thức này. Công việc trên đòi hỏi một phương án toàn diện có tính đến những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhân dịp này, Phái đoàn Liên minh châu Âu cùng với các nước Đức, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Anh, Pháp, Ireland, Italy, Luxembourg, Slovakia, Tây Ban Nha và Việt Nam đã ký tuyên bố chung về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng bền vững.